dấu yêu thương kia mong manh, cũng như chuyện nhiều chút lá đến lúc phải xa cách. Nếu như một ngày rất sớm I'm not afraid to die.
phát và hoa quả tươi đã đặt trên màn bọn tao cùng nở. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn, ôm người yêu vẫn soi cái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hộp trên nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn nao suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào nhất lòng bông thời nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thùng sáng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao. Sắc bật sân hàng mùa trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ Hà Nội gì của tao đây. Sao cơ dần mà túy vẫn là ngọn chợ mấy thằng lâu đây vẫn luôn vẫn nợ. Yeah, tôi hát trên cảm hội đêm quên bi New Century. Tờ mờ sáng vẫn ngồi cần chỉ bọn tao không có thằng nào quên vì anh em sống trên từng đoạn sáng. Anh em cạn hệ ly rượu này bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nhất chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm và vật quán nét bọn tao chặn MIRC nhìn cái nick là đủ đoán đúng em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ gờ về vờ và số 6 bọn tao phóng thẳng lao đi kiếm nét cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc thức gì làm em chiều hết sang ra lâm phố xa và ốm. Trời, thanh niên thì rất giản dị để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh ăn đi lâu quanh Phú Thành chưa xuất hiện thằng chi đi Avenit A cộng Dylan Master Bubbly và Majesty Sim Thái Mark Highway cờ Viva đèn mét đỏ thì không phải nghĩ quần bò Levi đen 501 áo Versace hiểm Medusa hình từ sau lưng cầm cờ đoàn đua mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá và tân sổ mà bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ bọn dân chơi với tên rất nhẹ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có sẵn bật sẵn hàng mộ trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ Hà Nội xin của tao. Đây sao cơ dần mà túy vẫn là ngọn chợ mấy tầng lâu đây vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có sẵn bật sẵn hàng mộ trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ Hà Nội xin của tao. Đây sao cơ dần mà túy vẫn là ngọn chợ mấy tầng lâu đây vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao. Sẽ không còn rơi và tim em sẽ không còn đợi một thời gian sẽ không dòng tới tâm trí em kể là em gặp bước trong giấc đời em sẽ quên quên cả những ngày ngọt và đắng một ngày đâu cả hai đã thua khi đã chọn một thằng một là một ngày hay một là một ngày we'll be right back.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.